Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì hôm nay mình có vào trong cái Facebook của mình á để mình check lại một số cái inbox của một số bạn gửi cho mình thì mình có nhận được một số cái inbox như sau này thì mình tổng hợp lại có tổng cộng là ba cái lo ba lỗi ha ba người ba người gửi cho mình thì gửi ba lỗi nhưng mà trong này thì có hai người thì cái lỗi giống nhau ha có hai người thì lỗi giống nhau cho nên là tổng hợp ở đây thì chỉ có hai lỗi thôi 3 người gửi nhưng mà chỉ có hai lỗi thôi. Thì hai cái lỗi này hôm nay mình sẽ làm video để mình trả lời cho các bạn này cũng như là muốn chia sẻ cho tất cả các bạn luôn để sau này lỡ ví dụ các bạn có gặp trường hợp này thì các bạn có cách xử lý ha. Rồi thì ở trong đây các bạn nhìn thấy này, các bạn nhìn trên cái chỗ như này này là cái tên của các bạn đó mình đánh ở đây nha, mình để ở đây. Thì ở đây có bạn tên là Adu này. Đấy, Ado và bạn uh, Nguyên Trờ, Nguyễn Trời đấy. Và một bạn nữa tên là uh, Trấn Tài. Trấn Tài. Thì bạn Trấn Tài là lỗi riêng. Còn bạn uh, Nguyễn Trờ này với bạn uh, Ado này thì uh, lỗi giống nhau. ha. Rồi, thì mình uh, sẽ nói sơ qua về cái lỗi uh, của bạn Nguyên chờ với cái bạn Ado là giống nhau nha. Thì cái lỗi này uh, nó là cái lỗi mà các bạn nhìn này. Ở đây á. Uh, cái lỗi này mình thường hay gọi nó là cái lỗi BXE ha, BXE 2.1. BXE 2.1. và nó thường có một cái câu ở cuối nó báo này, reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and red a key. Có nghĩa là bây giờ ở trong máy của chúng ta, laptop hoặc là máy bàn gì cũng vậy. Khi mà nó báo cái lỗi này có nghĩa là nó đang chạy cái cạc mạng trước À, nó đang chạy các mạng trước à, do là ở trong máy tính chúng ta về sau này ấy, à, các nhà sản xuất người ta khi sản xuất men người ta đều có à, gắn tích hợp thêm cái cạc mạng cái cạc mạng mà gọi là cạc lan đấy cắm mấy dây mạng RG45 mươi ấy thì khi mà à, cái cạc mạng này người ta gắn lên đây ấy, người ta có tích hợp thêm một cái tính năng gọi là tính năng boot rom boot rom nghĩa là cho phép chúng ta khởi động qua mạng luôn á thì à, cái tính năng này nó được uh, kích hoạt sẵn, có nghĩa là enable lên rồi. Và khi máy tính chúng ta mà nó không nhận được ổ cứng ấy thì lập tức nó sẽ chạy qua cái chế độ này và nó sẽ khởi động các mạng trước và nó báo cái lỗi này ha. Báo cái lỗi này uh, và nó sẽ không vào Windows được. Thì uh, bây giờ mình sẽ uh, quay cho các bạn xem ở trên cái máy của mình để các bạn có cái hướng để các bạn uh, giải quyết nha. Thì đối với cái lỗi mà BXE 2.1 mà các bạn nhìn thấy trên màn hình lúc nãy đó Thì nó thường là do máy tính chúng ta không nhận được ổ cứng ha Không nhận được ổ cứng Và cái tính năng mà bút từ cái cạc mạng á Có nghĩa là khởi động qua cạc mạng á Nó đang được mở lên Cho nên khi mà máy tính không nhận được ổ cứng Thì lập tức máy tính nó sẽ nhận qua cái chế độ là khởi động từ cái cạc mạng này và nó sẽ báo lỗi là bex 2 nha x e2 à, thì để khắc phục được cái lỗi này các bạn sẽ làm như sau này à, thì cái lỗi này nó sẽ à, tùy các dòng máy ha laptop hay máy bàn các bạn đều khắc phục được tương tự nha ví dụ như trên máy tính của mình là máy tính dell mình sẽ mở máy lên và mình vào bios đầu tiên các bạn sẽ vào bios của cho mình nha thì mỗi một máy nó có một cái nút để vào BIOS khác nhau máy mình thì ấn F2 vào BIOS còn máy các bạn có thể là nó không phải F2 mà là F10 hoặc là F uh, F8 F7 gì đó hoặc là delete ha rồi thì đầu tiên á các bạn vào trong BIOS này các bạn phải kiểm tra thử xem là máy tính nó còn nhận ổ cứng hay không ha máy tính nó còn nhận ổ cứng hay không thì thường thường á để xem nhận ổ cứng hay không. Các bạn thường là xem ở cái mục mà nó ghi là system information này, System information nghĩa là thông tin về cái hệ thống đấy. Bấm vào đây. Thì ở cái phần này nó sẽ liệt kê cho các bạn tất cả những cái linh kiện ở trong máy tính các bạn nha. Ví dụ như trong máy mình nè mình kéo xuống đây mình coi. Thì cái máy của mình đang xài cái ổ cứng SD 128 g này, nó nhận ở đây ha. Đó. Thì có nghĩa là cái máy của mình nó vẫn nhận được ổ cứng ha. Tại vì hiện tại bây giờ cái máy của mình thì nó vẫn vào Windows được bình thường, nhưng mà mình làm demo cho các bạn xem thôi. Đó thì nó vẫn ổ cứng bình thường cho nên là không bị lỗi gì hết. Cái tiếp theo nữa là các bạn vào trong cái mục này, này cái mục system config này. Các bạn tìm cho mình cái mục mà Interraynic, Interraynic các bạn nhớ cái từ nic này nha. Đó thì mình làm demo cho các bạn thôi cho nên các bạn phải nhớ những cái từ này để các bạn có thể làm được trên những cái dòng máy của các bạn bởi vì mỗi dòng máy nó có một cái vị trí nó để khác nhau. Có nhiều máy nó không để cái nó không có cái mục system config này mà nó là cái mục là, uh, ví dụ như là interray chẳng hạn thì các bạn phải uh, tìm được cái dòng nick này này đó. Interray ha. Rồi các bạn vào cái mục này này. Các bạn coi này, ở đây nó đang để là enable cái mục là BXE lên. BXE cho nên cái trường hợp mà ví dụ như máy của mình ấy mà ổ cứng nó bị lỗi, nó không nhận được ổ cứng thì lập tức máy tính nó sẽ khởi động bằng cái thằng BXE này lên và chúng ta sẽ nhìn thấy các bạn báo lỗi là BXE 2.1 ha. Đó. Cho nên khi mà các bạn vào kiểm tra mà nếu như máy tính các bạn vẫn còn nhận được ổ cứng tốt đấy mà máy các bạn nó bị báo lỗi này thì các bạn hãy tắt cái tính năng này đi. Tắt tính năng BXE này đi, đi bộ đi. Rồi apply đó ha. Apply đó. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ quay trở lên cái phần mà boot sequence này đây này. Boot sequence này. Thì à, nếu như à, máy các bạn à, chạy cái chế độ mà à, UEFI là UEFI giống như mấy mình đây á thì mình không nói nha. Còn ví dụ như máy các bạn đang chạy cái chuẩn mà Legacy này, Legacy này á. Legacy này thì các bạn phải chuyển, uh, chuyển cái uh, dòng mà uh, internal HDD và disk drive này nó nằm lên ở trên cái vị trí uh, thứ nhất và thứ hai này nha đó và cái dòng onboard này này các bạn tắt nó đi đó thì nó sẽ không còn báo lỗi nữa đó đó là cái cách mà mình thường hay làm nhưng mà mình thì mình uh, đã xài cái chế độ UEFI uh, cho nên là mình uh, không có để cái chế độ Legacy ha đó thì đó là cái cách mà mình thường dùng để mình khắc phục cái lỗi mà bxe 2 này thì uh, hy vọng rằng các bạn sẽ làm thành công nha rồi tiếp theo là cái lỗi uh, của các bạn uh, chính tài này thì lỗi này của bạn mình đọc sơ qua nó là cái lỗi uh, TFGHT incomplete ha TFGHT đây ghi như thế này này các bạn uh, TFGHT Uh, e-combrad ha đây là cái lỗi của bạn và nó kêu chúng ta là red uh, control cộng alt cộng delete để khởi động mới lại ha đấy, cái lỗi này thường là như này đấy để restart này rồi thì bây giờ mình sẽ làm cái này cái video này để mình chia sẻ các bạn nhé thì đối với những cái lỗi này ấy, mình hay xử lý như sau này bây giờ xin mời các bạn cùng xem qua mình làm ở trên cái máy của mình cho các bạn xem nha thì cái lỗi này nó thường xảy ra là khi mà các bạn cài Windows ở trong máy á các bạn chọn cái chức năng mà gọi là nén cái phân vùng ổ đĩa C để giúp cho cái phân vùng này nó tối ưu được cái dung lượng ha và nó sẽ không có chiếm nhiều cái dung lượng trên ổ cứng các bạn thì cái tính năng này nó cũng khá là hay. Nhưng mà một ngày nào đó nếu như mà cái tính năng này nó nén dữ quá, nó làm cho cái ổ xe chúng ta nó giống như là bị nén nhiều quá đấy. Thì cái Windows nó sẽ không có khởi động được. Thì cái lỗi này nó thường xuất hiện ở trên Windows 7 cho đến Windows 10 ha, phiên bản Windows 7 đến Windows 10. Thì khi mà bị cái lỗi này á, các bạn sẽ khắc phục như sau này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đĩa cài đặt hoặc là một cái USB có chứa bộ cài đặt Windows từ phiên bản Windows 7 đến Windows 10 và các bạn sẽ khắc phục cái lỗi này nha thì bây giờ ở đây mình có một cái USB ha cái USB có chứa bộ cài đặt Windows 10 tại vì cái máy của mình đang xài Windows 10 cho nên mình sẽ làm demo cho các bạn xem thử trên Windows 10 nha còn đối với Windows 7 và Windows 8 thì các bạn cũng làm tương tự không khác gì hết rồi bây giờ các bạn sẽ làm như sau này Đầu tiên ấy, mình sẽ cắm cái USB vào trước Đây mình sẽ cắm USB vào Rồi Mình sẽ mở máy lên Và mình nhấn F12 liên tục Để cho nó gọi cái boot menu lên nha Ấn F12 liên tục để cho nó gọi cái boot menu lên Đấy Thì đây là cái boot menu này các bạn đây, Các bạn chờ mình xíu nha Cho cái này nó xích lên tí cho các bạn dễ nhìn này đó. rồi đây là cái boot menu của mình ha thì à, mình sẽ cho nó khởi động vào cái USB trước cho nên mình sẽ chọn xuống cái dòng à, thứ hai này có chữ USB này Đó. hoặc là mình có thể chọn xuống cái uh, UEFI này cũng được mình chọn cái này cũng được bởi vì cái uh, máy của mình đang chạy theo cái chế độ uh, UEFI ha rồi mình sẽ uh, chọn cái đầu USB này ha và mình ấn Enter để cho nó khởi động từ cái USB đó thì uh, nó không vô được này các bạn thấy đó do là cái USB của mình đang để ở cái chế độ UEFI uh, đó, thì mình cố tình mình làm vậy để cho các bạn thấy là khi mà cái USB các bạn ấy, các bạn uh, uh, tạo USB theo cái kiểu nào thì các bạn phải chạy theo kiểu đó thì mình sẽ khởi động với lại nha ấn F12 liên tục này Rồi mình sẽ bút cho nó theo cái kiểu uh, UFI ha Đây UFI Đây nha Rồi mình ấn uh, Enter Đấy Thì uh, trên cái uh, USB của mình ấy Thì mình có làm hai phiên bản Một phiên bản 32 và phiên bản 64 Do là cái máy của mình đang chạy bản 64 cho nên mình sẽ chọn bản 64 Rồi mình ấn Enter Thì các bạn, nếu các bạn dùng đĩa DVD á, thì các bạn cũng làm tương tự nha Đó, Cái bước này thì các bạn cứ chọn đúng cái USB hoặc là DVD của các bạn là được rồi Chủ yếu là để cho nó vô được cái bộ cài đặt thôi, vô được cái giao diện cài đặt Windows Còn cái bước sửa lỗi mới là quan trọng Cái bước này thì các bạn cứ làm giống như các bạn đang cài Windows thôi Rồi, ra chạy chút xíu để cho nó lốt vào giao diện cài đặt ha Thì đây là cái uh, giao diện cài đặt của Windows 10 này các bạn. Tới cái bước này ấy, thì các bạn cứ làm bình thường như các bạn đang cài Windows thôi. Các bạn uh, bấm next ở đây nha. Đây, next ở đây. Rồi, thì thay vì các bạn nhấn nút uh, install now thì các bạn hãy nhấn cho mình vào cái phần mà repair your computer ở đây. Bấm vào đây nha. Đó. Nó sẽ uh, hiện lên cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là troubleshoot troubleshoot đây đấy tiếp theo các bạn sẽ vào dùng cho mình cái mục là comment prompt comment prompt này đó thì nó sẽ ra được cái cửa sổ thế này khi mà ra được cái cửa sổ thế này các bạn chỉ cần gõ cho mình cái lệnh là notepad notepad nha đấy notepad giống như phần mềm notepad đấy đấy các bạn gõ notepad để chúng ta gọi phần mềm notepad lên đó, ấn enter có nó bé xong ấn enter là sẽ lên được cái này tiếp theo các bạn à, sẽ dùng một cái chiêu để lừa nó là các bạn vào file và bạn chọn open rồi đấy các bạn thấy chưa nó sẽ xuất hiện chúng ta một cái cửa sổ này rất là quen thuộc mở lớn lên đó chính là cửa sổ file explorer nha file explorer như chúng ta sử dụng windows bình thường thôi đó bây giờ chúng ta sẽ sửa lỗi nha để sửa lỗi các bạn sẽ làm sao này các bạn bấm về cửa sổ disk pc và các bạn tìm đến cái ổ đĩa C. Ổ đĩa C chính là ổ đĩa mà chúng ta cài Windows và nó đang bị báo cái lỗi là TFGH à, TFGHT nha Đó à, cái lỗi. À, cái lỗi TFGHT Ecompress. Thì cái lỗi này nó là như sau này, các bạn bấm chuột phải vào ổ đĩa này, ổ đĩa C. Các bạn chọn property. Thì các bạn sẽ thấy này do là cái máy của mình đấy ở đây cái win của mình nó vẫn là bình thường cho nên là nó không có gì nhưng mà nếu như máy của các bạn bị cái lỗi này á là nó đang chọn cái dấu check ở đây này các bạn nó chọn cái dấu check ở cái mục là compress display to save display có nghĩa là nó sẽ nén cái ổ này lại để nó tiết kiệm cái dung lượng ổ cứng cho các bạn ha tiết kiệm cái dung lượng ổ cứng ổ đĩa c cho các bạn thì uh, cái này á do là các bạn vô tình thôi các bạn vô tình các bạn bấm vào thôi chứ mặc định của Windows khi chúng ta cài vào ấy thì Windows nó không có chọn cái mục này ha mặc định khi cài Windows vào thì Windows nó không có chọn cái mục này cái mục này là do chính chúng ta vô tình hoặc là chúng ta muốn tối ưu cái dung lượng của đĩa cho nên chúng ta mới chọn vào cái phần này đấy nếu như các bạn chọn vào phần này bình thường ấy thì nó vẫn ok nó không sao nhưng mà một ngày nào đó đẹp trời ha, tự nhiên mở máy tính lên nó báo TFTGH ecomred red control internet delete to restart computer và nó không khởi động vào được Windows, nó cứ chạy dòng 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 ở cái màn hình đó. Thì các bạn sẽ làm cái cách này. Các bạn sẽ vào các bạn bỏ cái dấu check ở cái dòng này đi. Và các bạn ấn apply. Ok. Thế là xong. Bây giờ các bạn khởi động máy tính lại, bảo đảm 100% sẽ vào được Windows ha. Rồi thì uh, cái video này chỉ đơn giản là như vậy thôi và mình xin được kết thúc video này đây và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp cho các bạn khắc phục được hai cái lỗi ở trên nha hai cái lỗi ở trên và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.